nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị hai nén hương thể qua giọng đọc định soạn khi nhìn thấy người phụ nữ ấy bước lên từ dưới khe tự dưng út hương phát dụng mình cô cũng không hiểu tại sao chỉ biết rằng qua bộ mặt con người ấy có cái gì đó khiến cho cô bất an người duy nhất mà út có thể chia sẻ được nỗi lòng của mình lúc này chỉ có thể là chị mình, bà Xuân Chị ba, chị có thấy một tay đau vật gì trên cổ không? Xuân ít tinh tế hơn em gái Nên khi Hương nhắc Cô mới nhìn lại người đàn bà đang đi bên cạnh ba mình Rồi nhún vai bảo Có gì đâu em Út Hương lườm chị một cái Cái bà này, cái gì cũng ba phải Hai chị em họ đang nói tới đó Thì ba họ cũng lên tới nơi Ông cười rất tươi để lấy lòng hai con gái Người này làm Không ngờ Út Hương đã chặn lời Là bà La Sát Người đàn bà không ngờ bị dội ngay nước lạnh Mắt của bà ta lòng lên Quay sang nhìn ông Thái như mắng vốn Tuy nhiên Người đàn ông này chỉ trợn mắt với con gái Nhưng mà khi nói thì lại yếu xỉu Con nhỏ này Sao lại ăn nói như vậy Đây là gì tâm của các con Dì sẽ Trong lúc Xuân im lặng Thì út Hương lại lồng lên không có gì nào trong cái căn nhà này hết Nếu muốn thì bà cứ dẫn bà đi Nói xong Hương quay mặt bỏ đi Nhưng bước được mấy bước Vẫn không thấy chị đi theo Cô liền quay lại và nói Bộ chị muốn quỳ xuống ra mắt bà tai sao Mà vẫn còn đứng ở đó Lúc này Xuân mới nhẹ bước đi theo em Ở phía sau Nghe giọng nói của người đàn bà Được gọi là gì tâm đó Đang chỉ chết ba mình Ông dạy con như vậy có phải không Thảo nào không nghe thấy ban nói gì có lẽ rằng ông đang cố gắng chịu đựng thì trong lòng cô út hương lại bừng bừng nổi giận cô gai gắt với chị coi có chịu nổi không chứ bà đang sợ bà ấy đấy chị thấy không xuân vốn hiền lành an phận như xưa này có gì đâu em em cứ hương quá bực mình với chị coi bộ chị sẵn sàng chờ đón bà ấy về để leo lên đầu cổ chị em mình em chán chị quá rồi đấy Cô dùng rằng bỏ đi một mình về phía phòng ngủ Trong khi Xuân lại một lần nữa chỉ biết thở dài Chuyện ba họ sẽ đón người đàn bà này Thì chị em Xuân đã biết cách đó một tuần Khi đó trước khi đi ghè Ông Thái đã nói với các con Nói gì thì nói Bà cũng cần phải đi một bước nữa Dĩ Tâm sẽ là người đàn bà giỏi giang Sẽ giúp ba lo việc buôn bán Và còn lo cho các con khôn lớn nữa Bà sẽ giúp bà ấy về ngay kể từ khi mẹ cô qua đời đến nay đã là hai năm có lẽ đây là lần đầu tiên chị em xuân và hương phải đối diện với chuyện gọi là mẹ ghẻ con chồng tuy nhiên lúc đó họ chỉ mới nghe và hình dung ra chứ đâu phải như lúc này xuân tiếng của ông thái gọi xuân dừng lại chờ đợi ông thái bước tới bên con nhỏ nhẹ nói con là chị con phải giải thích cho con út hương nó nghe nó không được làm như vậy Xuân chán nản nói Bà nói với nó chứ con nói làm sao được Cô cũng bỏ về phòng riêng Ở bên ngoài Giờ này đến lượt hai ông bà Ông Thái nhẹ giọng Bà đừng có để ý Cái con út nhà này tính tình nó như, như vậy Nhưng mà nó hiền lành và dễ thương lắm Bà đâm tranh chùa Hiền lành mà giống như con quỷ cái vậy Kiểu đó chắc là nó giống gái mẹ nó Lời của bà ta vừa dứt tức thời thì trong phòng của út hương một vật bay ra suýt nữa đã trúng vào vai của mụ nó rơi xuống nền gạch và vỡ toàn đó là một chiếc lọ hoa mụ tâm hét lên trời ơi nó định giết người kìa ông thái biết rằng không có ổn nên thật nhanh kéo chân bà để chạy ngay về phòng của mình trong khi mụ tâm vẫn chủ chéo còn ông là quỷ chứ không phải là người thôi ông để tôi đi tôi về nhà tôi tôi sống chứ ở đây như thế này thì làm sao có thể sống nổi Tuy miệng nói là như vậy Nhưng mà mụ ta vẫn theo vào phòng Chỉ một lúc sau đã nghe mụ ta cười nói luyên thuyền Như chẳng hề có chuyện gì xảy ra Rồi đến một lúc mụ ta hạ thấp giọng Như chỉ muốn nói riêng cho ông Thái nghe Ông phải hứa chắc đó Chỉ cho chúng nó ở tối đa là một năm thôi Sau đó phải tìm người mà gả nó đi cho nhẹ đã Phải như vậy tôi mới tiếp tục sống ở đây được Không ngờ ông Thái lại hứa hẹn Ờ à, thì để rồi tính Chúng nó là con gái Không sớm thì muộn có phải đi lấy chồng thôi Bà ta gắt lên Ngay tức thở chứ không phải là muộn Nếu mà ông không hứa là tôi xuống ghe tôi về nhà luôn Lại một lần nữa Ông Thái phải xuống giọng Thôi cứ để từ từ đã Bà để tôi sắp xếp Rồi mọi chuyện nó sẽ đâu vào đó Mụ tâm dường như vẫn chưa hài lòng Nên giọng chỉ trích của mụ Vẫn vọng ra từ trong căn phòng Mọi diễn biến đó hầu như không lọt qua khỏi tay của út Hường cô gái lúc về phòng đã không yên tâm nên đã lẻn ra đứng bên ngoài phòng để nghe ngóng và nhà như vậy mà cô đã nghe hầu hết những trao đổi giữa ba và mụ ấy quá thất vọng út hương trở về phòng mình nằm ôm mặt khóc nức nả một bàn tay đặt lên vai của cô hương mở mắt ra thấy xuân cũng đang khóc xuân nhẹ giọng chỉ cũng thấy hết rồi thôi thế để tính vậy nói mãi mà xuân không chịu đi viện lý do không khỏe Cuối cùng út hương đành phải đi một mình Cũng may nắng chiều đã dịu Nên không còn sợ nắng Mà đường qua các bụi tre Khóm gài Thì hương đã quá quen thuộc Cô đâu ngại gì việc đi vào giả nhá nhem như vậy không nghĩa địa gò sao Đối với mọi người Thì đầy những câu chuyện gây sợ Hoang đường Đến nỗi dù cho con trai đàn ông Có gan góc tới mấy Khi đến đây cũng phải phát dùng mình Duy chỉ có út hương Thì chưa bao giờ ngắn ngại Đơn giản là bởi kể từ hai năm qua kể từ khi mẹ chết thì hầu như ngày nào cô cũng một mình ra nghĩa trang này ngồi trước mộ của mẹ hàng giờ bất chấp sáng tối nắng mưa có lẽ nhờ vậy mà quen không có cảm giác sợ sệt ngôi mộ xây của mẹ do chính một tay út hương chăm sóc và trang hoàng từ cái mộ bia đến những cây trồng bên mộ đều do một tay hương vun trồng và tưới nước thường xuyên nên bốn mùa trên mộ đều có những hoa nở còn hỏi tại sao Cả nhà chỉ có một mình Hương Là gắn bó và yêu thương mẹ đến như vậy Trong khi Xuân cũng thương mẹ Nhưng mà so với Hương thì kém xa Có lẽ đúng như câu nói của Xuân Còn út Hương nó thương má nhất trên đời này Có lẽ do trong suốt thời gian dài Từ khi lọt lòng Nó đã phải chứng kiến Cái nỗi buồn chiến miên của má Khi bà ngày đêm phải chịu đựng cái cảnh ba bỏ nhà đi theo người đàn bà khác Trong những lúc ốm đau liệt giường Cũng chỉ có một mình út hương quấn quýt bên cạnh Nên mẹ đã dành hết tình yêu thương cho cô con gái út Đến giờ phút lâm chung Mẹ cũng cố ôm út hương vào lòng Mà thều thảo rằng Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con Bởi tình cảm đó Cho nên đã hơn một năm sau khi mẹ chết Út hương chỉ khóc Và hầu như bỏ cả ăn uống Nếu không nhầm một lần Cả hai chị em Xuân và Hương Đều có chung một giấc mơ Trong giấc mơ đó Mẹ các cô đã hiện về Đôi mắt bà sưng húp vì khóc, mà lạ thay, những giọt nước mắt của bà lại toàn là máu. Út Hương hoảng quá đã gào lên gọi tên mẹ, thì bà chỉ nói một câu trước khi biến mất. "Nếu con Hương mà còn như vậy thì má sẽ đi luôn, má sẽ thành oan hồn về chốn địa ngục, chứ không thể ở bên các con như vậy được. Hãy cố mà mạnh khỏe lên, đợi các con sẽ lắm khổ đau, trông gai ở phía trước. Cứ nhìn đó như vậy thì còn làm được cái gì?" khi người ta cướp đoạt hết những thứ mà các con đang có. Giấc mơ đã có tác động tích cực đến sự hồi sinh sau đó của hai chị em, đặc biệt là út Hương Từ hôm đó, cô trở lại tự tin hơn để một mình quán xuyên hết của cải tài sản của cha mẹ. Ông Thái thì thường xuyên vắng nhà do bận bịu với người đàn bà khác ở Bạc Liêu. Hầu như bỏ mặc cho chị em Hương chống chèo với cái xưởng đóng ghen đổ sổ. Lúc đầu tưởng đầu, cái cơ người ấy sắp tan tác bởi cái đầu tàu không còn tuy nhiên có lẽ sự phù hộ của mẹ nên xuân và hương lần lượt đã vượt qua được những khó khăn chắc chả ngày nay cách chạy đóng ghe thái bình vẫn còn vững vàng đó với sự điều khiển chắc tay của hai cô con gái tuổi đời mới chỉ 18 tám 10 mười đặc biệt là út hương tuy mới 19 tuổi nhưng trong quan hệ làm ăn đã là trụ cột bởi như có người đã nói cô được thừa hưởng hai tính nết vừa của cha vừa của mẹ trong đó tính cách cường quyết thông minh cộng với sự nhân tử độ lượng đã làm cho hương được mọi khách hàng nể nang và mến phục vậy mà má quỳ chức mộ của mẹ út Hương vừa khóc vừa kể lể nguy cho nhà mình rồi má ơi sáng nay ba đã dẫn mụ la sát đó về nhà mụ ta đúng như má nói ngày trước là một con quỷ cái thì đúng hơn vừa về đến nhà thì mụ đã vươn nanh vuốt của mình ra còn tức lắm muốn tống cổ mụ ta ra khỏi nhà nhưng ba thì lại về hùa với mụ ấy Ba còn đồng ý Tống khứ tụi con ra khỏi nhà Má biểu tụi con phải làm sao Như thường lệ Út hương bật quẹt đốt ba cây nhang Để cắm chiếc mỏ Hôm nay cũng như vậy Cô đốt cẩn thận nhang Nhưng mà chẳng hiểu sao Vừa mới cắm xuống Thì cả ba cây nhang đều tắt một lượt Thử đi thử lại đến lần thứ năm Thì vẫn như vậy Lúc này Hương có linh tính rằng Sự linh ứng của mẹ Cô thành tâm khấn Sao má lại giận con Sao má không có vẻ để cho con yên lặng Con xin má Nếu mà còn thương tụi con Thì má hãy về đây ngay lúc này Mấy cái nhang đang cháy Là con hiểu rằng má đã có mặt ở đây Hương chưa kịp bật quạt lần nữa Thì cả ba cái nhang đều cháy cùng một lúc Má Út Hương không nghĩ đến điều linh ứng lạ thường này Nên cô lắp bắp nói Má, má về rồi Rồi mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng mấy lâu này Hương có dịp tuôn ra Như sợ không nói thì không có kịp con mụ ấy tới rồi Nó hung dữ như chẳng tinh cấu ngựa Nó sẽ giết bọn con má ơi Cả ba nữa Ông sợ mụ ta như là sợ hùm beo Má nói cho con biết đi Con phải làm sao bây giờ Ngừng lại một chút để lấy hơi Út hương lại nói tiếp Con muốn làm cho mụ ấy Phải rời khỏi gia đình của mình Nhưng ba thì coi bộ Muốn mụ ta thay thế vai trò của má Phải làm sao Hay là con phải tìm cậu hai nhờ cậu ra tay cho mụ sợ con được không má Nén nhăn đang cháy bình thường Bỗng cháy bụng lên như ngọn đèn Út hương mừng rỡ Có phải má biểu con phải làm như vậy không Ngọn lửa ở đầu nhăn phụt tắt Và cả đống lửa đang cháy cũng tắt luôn Hoàng màng Hương run giọng hỏi Sao vậy má Tay hơi run dày Hương lại bật quẹt Nhưng mà lạ sao Dù quẹt vẫn quẹt ra lửa Vẫn còn xăng Nhưng mà quẹt đến hơn chục lần Vẫn không thấy cháy tê cả ngón tay nên út hương ngừng quẹt vừa tức tối vừa lẩm bẩm đúng là má không có thương mình nữa rồi ai vậy đúng lúc đó có tiếng của ai đó vang lên phía sau làm cho hương giật mình quay lại quay lại và suy kêu lên khi thấy một người đang đứng khuất hơn nửa thân người sau bụi chuối ai hương vừa quay lại vừa có tiếng reo lên hương hả con thì ra người vừa đứng ở đó là bà thái hương thở phào sao ba lại ra đây ba ra thăm mộ của má bấy giờ hương mới hoàn hồn cô sẵn giọng ba mà còn nhớ đến má con sao ba về đi má sẽ không chấp nhận sự có mặt của ba ở đây đâu má vừa về đây rồi câu nói lơ lửng của hương làm cho ông thái giật mình con nói gì ai về má má vừa linh ứng về theo lời cầu khẩn của con ông thái bước lại gần hơn và kêu lên coi kìa tránh ra út hương thấy nóng ở chân cô nhìn xuống đầu mộ thì hốt hoảng khi nơi đó đang cháy bùng lên dữ dội má có phải má đã cô bước lùi lại vừa lúc đó ông thái lấy một tàu lá chuối tươi đập mạnh vào đắm lửa lửa chẳng những không tắt mà trái lại càng lúc càng bùng lên dữ dội đây là khu nghĩa địa nên việc lửa cháy cũng không có nguy hiểm gì tuy nhiên khi lửa trùm lên ngôi mộ của mẹ thì út hương lại hoảng hốt là lớn cứu cứu má tôi Ông Thái lúc đầu không có dấu hiệu lo lắng Nhưng khi nghe con gái kêu Thì ông cũng bắt đầu phát hoảng Vừa bước lùi lại Ông vừa quan sát xung quanh để tìm cách chữa cháy Chợt ông nhìn thấy ao nước gần đó Ông chạy ngay đi để tìm một vật múc nước Tìm một lúc không thấy gì Ông cởi phăng chiếc áo đang mặc ra Nhúng nước và mang ngay tới định chụp lên ngôi mộ Nhưng thật là lúc ông trở lại Thì chẳng nhìn thấy đốm lửa nào nữa Mà ngôi mộ thì vẫn còn nguyên vẹn chẳng có một dấu hiệu nào của việc chẳng có một dấu hiệu nào của lửa vừa cháy còn út hương thì cũng chẳng còn ở đó hương đâu rồi ông kêu lên mấy tiếng nhưng vẫn chẳng nghe thấy hương đáp lại nhìn lại phía ngôi mộ trên ông thái phát hiện có một vật bằng kim loại nằm ngay trước cắm nhàn vật đó vừa đập vào mắt của ông ông đã kêu lên chiếc lắc bạc nhặt nó lên nhìn vào mặt chiếc lắc ông thái tái mặt mình mình đã liệm lúc chôn bà ấy rồi mà đúng là vật này chính tay ông thái đã đeo vào tay cho vợ lúc liệm sắc bà và quan tài rồi đem chôn vậy tại sao bây giờ nó lại ở đây ông thực sự bị dao đầm tay của ông cầm chiếc lắc mà run rẩy suýt nữa làm cho nó rơi xuống đất trên mặt lắc vẫn còn hiện rõ một dòng chữ đời đời bên nhau dòng chữ đó do chính tay ông khắc vốn thỏa thiếu thời đã từng học nghề thợ bạc ông đã tự tay khắc vào hôm đó sau khi khắc xong ông thái đã hẹn người con gái mà ông đang yêu say đắm ra nghĩa địa nên có hai ngôi mộ song thân của cô ấy và cả hai đắp quỷ xuống trước mộ với lời khấn đúng với cầu mà ông thái đã khắc vào tấm lắp chúng con nguyện sẽ đời đời sống bên nhau nén hương thể hôm đó xử như cháy rất lâu nhưng muốn nói với họ rằng tình yêu của họ sẽ bền lâu mãi mãi vậy mà hôm nay ông thái cầm chặt vật kỷ niệm trong tay vừa quay bước đi chợt ông dừng ngay lại đâm chiêu nhìn về hướng nhà mình cuối cùng chẳng hiểu sao ông lặng lẽ quay lại chiếc đầu mỏ rồi dùng hòn đá nhỏ đào đất kế chỗ cắm nhàng và đặt chiếc lắp vào trong đó và lấp đất lại bầu trời chung quanh lúc này đã tối đen khung cái địa chìm vào u tịch cố hữu ông thái chợt dùng mình nên vội bước nhanh như chạy trốn người đàn bà trẻ da rẻ xanh xào cùng với quần áo rách dưới tả tơi càng làm cho chị sống rất khốn khổ nhất là dáng đứng gần như không vững đã làm cho một tâm phải động lòng mụ trong mày hỏi chị từ đâu đến giả dạ, em từ cà mau vậy chồng con ra sao mà ra cái nông nỗi như thế này chị tâm bật khóc sụt sùi giảm xin bà đừng hỏi mụ ta sẵn giọng muốn được tôi mướn thì phải nói rõ được thân thế của mình chứ úp mở như vậy chắc là không có được đâu chị nọ hoảng hốt xin bà chủ tha cho đừng đuổi con đi tội nghiệp thôi được rồi con xin thú thật chồng con chẳng may qua đời vì bảo bệnh còn con nhỏ cũng vì đói và bệnh mà lần lượt chết hết con bây giờ thân cô thế cô không nơi nương tựa năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi dạ ba hai tuổi này thì cỡ là tuổi em tôi đừng xưng là con cháu nghe nó tổn thọ lắm thôi được rồi tôi nhận chị ở đây làm nhưng mà với một điều kiện Chị ta mừng rơn Dạ con cảm ơn bà Miễn là được làm việc Có cơm ăn là được rồi Bất cứ một điều kiện gì con cũng chịu hết Mộ tâm hạ thấp giọng Không có gì khó khăn cả Yêu cầu của tôi Từ nay trong cái nhà này Chị chỉ làm theo đúng mệnh lệnh của tôi Tôi bảo làm gì Thì phải làm đúng như vậy Không được hỏi Cũng không được làm theo bất cứ một ai khác Dạ Chị có hứa được như vậy không Dạ được Mộ tâm lại nói cụ thể hơn Trong nhà này Ngoài hai vợ chồng tôi Còn có hai đứa con gái con của dòng trước Tụi nó không có ưa tôi Nhưng mà tôi thì lại thương tụi nó Cứ muốn lo mọi thứ tốt đẹp cho tụi nó Vậy mà tụi nó cứ gieo tiếng ác cho tôi Bà ngừng lại Lắng nghe động tĩnh rồi nói tiếp Nhiệm vụ chính yếu của chị Là chăm sóc giúp một người bệnh Nói rõ hơn Người bệnh này do mắc phải chứng nan y phải sống tách biệt với mọi người ở một nơi riêng rẽ vì vậy mà mỗi ngày chị đưa cơm nước thuốc thang tới cho nó chỉ có như vậy thôi chị có làm được không dạ đâu có gì khó con à em làm được được rồi tôi cho chị căn nhà nhỏ ở bên kho lúa cứ ở luôn bên đó còn đây nữa tôi cho mấy bộ quần áo để mặc vào cho sạch sẽ với người ta còn công việc thì chưa bắt đầu được lúc này đợi khi nào thì tôi sẽ báo và chỉ cho cách làm dạ em cảm ơn à, chị thứ mấy tên là gì dạ em thứ tư tên gọi là tư thắm thôi được rồi đợi cho tư thắm đi giả dạ, mụ tâm mới quay vào trong buồng khẽ gọi già dạ đi ông thầy một người đàn ông tuổi năm mười ăn mặc giống như một thương nhân người hòa từ bên trong bước ra và lên tiếng nãy giờ dạ, ở trong ngộ run quát trời lỡ mà thằng chồng nó về bất tử là ngộ chết liền mụ tâm nhún vải Coi vậy mà nhát gan Cái thằng cha đi phụng hiệp sáng mai mới về Còn hai con quỷ con Thì đi đám hỏi những đứa bạn nó Cũng chiều mới về tới Sợ cái gì Nhưng bà nhốt tôi ở trong phòng riêng Lỡ ai mà thấy thì tiêu đời Bây giờ nó đi rồi phải làm như thế nào Mụ ta giọng cực nhà Làm gì mà những địa chạm phải vôi vậy Từ từ nghe người ta nói Mụ thuận tay Đẹo vào má của lão thầy tàu Vừa nũng nịu Thấy mà ghét Làm xong cái vụ này Người ta sẽ thưởng cho xứng đáng Lúc này Lão thầy tàu cũng không còn giữ ý tứ Lão ta cũng đựng lại Hai bên má của một tầm Rồi cất giọng tình tứ Hồi nãy nằm trên cây gối thơm lừng nước hoa Đúng là cuộc nị giỏ Nứt mũi luôn Có muốn đêm nào cũng được nằm như vậy không Đồ quỷ Sao lại hỏi như vậy Vậy thì hãy nghe đây Nói cho tôi nghe coi phải làm như thế nào để một người bình thường phát rổ lên Ai vậy? Mụ tâm quắc mắt Lại hỏi lôi thôi rồi Bây giờ có muốn sở hữu người ta không đây? Lão tàu cười hình hạnh Muốn, muốn chứ sao không? Ngon quá mà Vậy thì có làm được không? Nhưng mà ai vậy? Chưa cần biết là ai Tôi muốn biết coi người đó là trẻ hay già Trẻ thì làm khác Già thì làm khác trai hay gái cũng là khác nhau nữa Nhưng mà bao lâu có kết quả Lão thầy tàu nhầm tính Làm nhanh thì cũng được Nhưng mà sợ có người nghi Tốt nhất là làm chậm chậm Trước tiên thì làm cho nó bệnh nặng Sau đó là cứ cho uống thuốc từng chút một Bệnh thông thường sẽ trở thành nan y Mụ tâm dèo lịnh Hay, được lắm, bắt tay ngay đi Nhưng mà trước khi làm chuyện đó Phần của ngộ cũng phải làm nữa chứ Lão ta kéo mụ vào lòng Vừa lúc đó chợt có tiếng ai đó lên tiếng Dạ thưa bà chủ Sự xuất hiện đột ngột của tư thắm Làm cho cả hai giật mình Mụ tâm kịp đẩy lão thầy tàu ra Hơi lúng túng nói Sao, sao lại lên đây Dạ em không có chìa khóa mở cửa Được rồi Chị xuống dưới đi và trả tôi Mụ tỏ vẻ khó chịu khi đứng lên Nhưng cũng kịp dặn lại lão thầy tàu Ở đó trả tôi mụ vừa đi vừa gắt với từ thắm từ nay mà khi chưa có lệnh của tôi thì không có được bước lên đâu dạ mụ mở cửa nhà kho và dặn kỹ buổi tối chị chỉ được ngủ ở đây không được đi ra ngoài ai trong nhà có hỏi thì nói là bà con với tôi nghe chưa dạ mà này trước khi trở lên nhà mụ còn nói thêm trong cái nhà này không có ai tốt cả cho nên tốt nhất chị gặp ai cũng phải giả như là câm điếc để tránh phải đôi co với họ chị giả làm người câm điếc có được không suy nghĩ rất nhanh tư thắm gật đầu giả được tốt lắm nếu mà chị làm tốt mọi điều tức căn dặn thì mỗi tháng ngoài tiền lương ra tôi còn cho thêm giả đã dặn rồi chỉ gật hay là lắc thôi tư thắm thực hành rất đạt yêu cầu khiến cho một tâm yên tâm Mộ cũng không quên căn dặn thêm chuyện gì chị thấy lúc nãy thì hãy quên nó đi Coi như là chưa có nhìn thấy Đã nghe rõ chưa Lại một cái gật đầu nữa Được lắm Út Hương đang tiếp khách Thì bỗng kêu đau bụng Cô cố gắng không để lộ ra Nhưng cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn Đến nỗi toàn thân của cô xuất mồ hôi Đôi chân gần như không còn đứng vững Xuân vừa về tới đã hút hoảng kêu lên Ba ơi con út Ông Thái đang ở trong phòng riêng Vội mở cửa chạy ra Vừa kịp lúc đỡ con gái út đang té nằm sóng xoài dưới sàn nhà em nó bị sao vậy xuân dạng con vừa về tới đã thấy như vậy rồi không biết sao nữa một người khách thuật lại cụ đang nói chuyện với chúng tôi về việc đặt đóng ghe thì cô kêu khát nước và đi vào trong nhà uống lúc trở ra mới nói chuyện được mấy câu thì cô ấy kêu đau bụng và nhanh chóng bị ngất hình như là bị nặng lắm việc cấp cứu cho út hương gặp khó bởi sau đó xuân có nói riêng với bà không chừng nó bị bệnh con gái xuân không muốn ba mình ở đó nên cố tình nói như vậy đến khi ông thái ra ngoài rồi cô mới kể sát tay của em và hỏi em bị sao vậy chẳng hiểu hưng nói gì chỉ thấy sau đó xuân hết sức lo lắng cô tức tốc đưa em xuống xuồng đưa ngay đến bệnh viện cho tới chiều hôm đó xuân mới trở về nhà một mình ông thái lo lắng hỏi thì xuân chỉ đáp gọn lọn nó còn nằm ở trong bệnh viện chỉ nói như vậy rồi có bỏ về phòng Chẳng nói thêm gì với ai Tới gần nửa đêm hôm đó Ông Thái tới gõ cửa phòng còn Nhưng có mãi không thấy ai lên tiếng Khiến cho ông cảm thấy lo lắng Thử xoay nắm chốt cửa Thì phòng không khóa Bên trong tối đen và im ắng Khi bật được đèn lên Thì ông Thái hốt hoảng Khi thấy Xuân đang nằm nửa người trên giường Nửa dưới đất Xuân Ông bước tới và càng hoảng hốt hơn Khi phát hiện người con gái Gần như chỉ còn thả thòi thóp Ở miệng chào sắp bột trắng Trời ơi con sao vậy? Ông bế sốc con gái lên Thì đánh nghe giọng của một tâm phía sau lưng nói Có gì đâu mà phải hoảng như vậy Để tôi coi Bà vào xem xét qua loa rồi nói Nó ăn uống bậy bạ cái gì Bị trúng thực Nhẹ thôi Bà lấy trong túi giả Một gói thuốc nhỏ Và nói đầy tự tin Bệnh này tôi bị hoài Nên là có sẵn thuốc đây rồi bà chủ động pha thuốc đưa tận miệng cho xuân uống đi nhưng bất ngờ xuân đưa tay gạt phăng một cái chén thuốc văng tứ tung khắp nơi mụ tâm được nước chu chéo lên ông đã thấy chưa tôi tốt với chúng nó như vậy cho chúng nó uống thuốc mà chúng nó còn đối xử với tôi như vậy đấy ông thái cũng bất bình sao con lại hỗn hảo như vậy xuân xuân trong cơn vật vã vẫn cố nói tiếng mất tiếng được bãi giết người thì có rồi sau đó cô mê màn sầu. Mộ tâm bực tức bỏ đi, để mặc cho ông Thái lò xuất vó. Ông chưa biết phải làm sao, thì trật tư thắm xuất hiện đột ngột. Vừa nhìn thấy người phụ nữ lạ này, chẳng hiểu sao ông Thái sừng sốt. Đôi mắt mở tròn mà chẳng thốt nên lời, và như một thân cây bị đốn ngã xuống đất. Bóng đèn dầu được đốt lên lúc nãy, bóng tắt phục trả lại bóng tối lúc đầu. Một tiếng kêu rất khẽ, không biết là của ai có một bóng người hình như bên trên tay một vật gì đó khá nặng rời khỏi phòng mụ tâm bực bội ra mặt khi thấy ông thái nằm im trên giường giọng mụ cay độc nhìn cái mặt hãm tải của ông đúng là không làm ăn được cái thứ gì bây giờ chịu uống thuốc rồi dậy mà lo làm ăn hay là vẫn muốn nằm ở đây để báo cô mặc cho mụ ta đay nghiến ông thái chỉ nằm thiêm thiếp chốc chốc ông lại kêu lên một tiếng rồi chới với như muốn ôm lấy ai đó trong không khí Việc này đã lặp đi lặp lại đến mấy giờ Làm cho một tâm mất kiên nhẫn Mỗi lắc đầu bỏ ra ngoài Và đi thẳng xuống bến sông Nơi đó có một chiếc ghe mùi kín Đậu neo đã từ mấy ngày này Mụ gọi to Ông lên đây, tới chuyện rồi đó Người ló mặt ra khỏi mù ghe Đó chính là lão thầy tàu A Sầu Vừa thấy mụ lão hỏi ngay Thằng trái có nhà không? Mụ gắt lên Bảo lên đây lẻ đi, còn hỏi lui thôi gì nữa Lão thầy tàu vừa lên đến bờ Thì mụ đã nói ngay không cần giữ ý tứ Cái thằng già này nó đang bệnh kỳ lắm Nhân dịp này ông hốt cho hắn một thằng Để theo ông bà luôn đi Lão á sầu dè dặt Nó bị bệnh gì nói nghe coi Bệnh tả hay sao đó Cái gì thật không Mụ tâm bực bội Ở đây mà hỏi lôi thôi vào nhà thì biết Lão á sầu vẫn ngán ngại Nên phải đợi mụ tâm dục đến lần thứ ba mới chậm rãi bước vào trong nhà đưa tay bắt mạch mà lão sầu cứ lấm le lấm lét để nhìn ông thái khi khám xong thì lão ta cũng chỉ dám nói rất khẽ với mụ tâm ông ta có bị bệnh gì đâu mụ ta kêu lên tôi biết ngay mà hắn bị bệnh tà sau khi hỏi kỹ và cám lại một lần nữa cuối cùng lão sầu cũng nói cũng dám bị tà ma nhập lắm mà vụ này thì tôi không có trị được mụ tâm nhéo cho lão một cái đầu điếng Đồng thời kể tay lão xít lên Ngủ quá Ai bảo ông trị cái bệnh này Cứ hốt một thang thuốc gì đó cho tôi Cho nó lẹ lên Nhưng mà Sợ lão nói thêm lồi thổi Mụ kéo lão đi ra ngoài vượt tiết lộ thêm Đây là một dịp may trời cho chúng ta Lão già tự nhiên lăn đồng ra mê man Còn hai đứa kia bây giờ cũng chẳng hiểu tại sao Cũng ngã bệnh trước sau Và bỗng dưng biến đi đâu mất từ hôm qua đến giờ Lão A Sầu ngạc nhiên thuốc tôi đưa cho bà đã cho tụi nó uống chưa Mụ lắc đầu Lạ là ở chỗ đó Tôi chỉ cho tụi nó uống một lần thuốc Nhưng mà cả hai đứa đều bị bệnh nặng Hơi lạ Nhưng mà không có sao Trời đã giúp ta Sẵn dịp ta dứt dây luôn cái thằng già Vậy là xong Cái cơ ngơi này Coi như là nằm trong tay của ta rồi Lão A Sầu có vẻ đăm chiều Nhưng mà hình như không muốn mụ đàn bà độc ác này phật ý Nên chỉ lặng lặng đứng nghe Thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ đợi cho mụ tan nói luyện thuyền đủ thứ chuyện lão sợ một mình trở xuống kẻ vốn ở có một mình trên chiếc ghe đủ tiện nghi do chính tay mụ tâm mua sắm và sắp đặt nên khi vừa mở cửa mùi xà nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trong ghe mắt nhìn ra sau lái thì lão cứ ngỡ là mụ ấy ủa sao bà xuống đây nhanh như vậy lão tưởng đó là mụ tâm nhưng khi người ấy quay lại thì lão điếng hột, hoảng hốt bà ba la trước mặt của lão lúc này là một người đàn bà gương mặt xanh tái đầu tóc rối bời chẳng khác nào một thầy mà từ dưới mổ mới hiện về cứu cứu lão định kêu cứu nhưng tiếng chưa phát ra thành cầu đã phải tất ngàn bởi con người như quỷ mà đó đang từ từ nhích lại gần hơn chiếc ghe lắc mạnh như có ai đó làm cho nó trao đảo đừng lão tưởng chừng như bị ai đó bóp cổ làm cho khó thở và hai chân như bị đóng chặt xuống sàn ghe. Cho đến khi người ấy lết đến sát bên Và đưa tay chụp vào vài lão Thì A Sầu mới như cái xác không hồn Ngồi chưa ra đó Mà hồn phách đã bay đi từ lúc nào Trong cơn mơ hồ Lão nghe văng vẳng câu nói từ coi âm tỉ. Làm ác thì gặp ác Gieo gió thì gặt bão Hãy dừng tay lại trước khi quá muộn Đúng là những lời đó nhắm vào lão ta Bởi dưới ghen này Ngoài lão và người phụ nữ quái dị kia Thì không có một ai khác tiếng nói lại cất liền hãy chuộc lỗi bằng hành động nhân từ đó mới là cái tâm của một thầy thuốc hãy nhớ lấy ông còn ba đứa con vẫn còn nhỏ chúng nó sẽ lãnh hậu quả của cha nó hãy nhớ lấy lời nói nhỏ dần và xa dần cùng lúc với việc người phụ nữ di chuyển về phía sau ghè và sau đó là mất hút mãi cho đến buổi chiều khi một tâm đứng trên bờ để gọi giật ngược ông thầy ông đâu rồi thì ở bên dưới ghè lão a sầu mới giật mình bật dậy vẫn kinh hoàng bớ bớ người ta lão ta chợt chạy lên bờ và chợt nhận ra người đang gọi chính là cái xác đội mồ lão thét lên đừng hại tôi tôi nghe lời tôi nghe lời mà lão vừa gào vừa chấp tay lại tế mụ tâm cũng phát hỏa ông làm sao vậy ông a sầu thà cho tôi đi tôi lạnh bà tôi sẽ không làm ác nữa đâu tôi lạy lão ta không dám nhìn mặt mụ tâm bởi lúc ấy Mộ ta là hiện thần của hồn man độn mộ Mụ tâm quính lên Dùng mọi người nhảy xuống ghẻ Cùng chống chế lão thầy tàu Khi có người chạm vào thân thể Thì bỗng dưng A Sầu lại mềm nhũn giả Như một xác chết Sao kỳ vậy Mộ tâm chỉ biết đứng nhìn Chứ không biết làm gì hơn Bởi người cứu chữa Chỉ bệnh ở đây là lão Mà bây giờ lão lại như vậy Cũng mày một lát sau có mấy người xuống ghe giúp lão đã bước lên và nói lão ấy không có sao đâu có lẽ là gặp ác mộng thôi mà Mộ tâm không tin lầm bẩm chưa ngủ thì sao gặp ác mộng được tuy nhiên biết chẳng làm gì khác hơn nên mụ đành phải để mặc cho lão ở đó vừa nửa đêm hôm đó có người trông thấy lão thầy tàu một mình trèo ghè lui ra khỏi bến lão đi đâu thì chỉ có lão mới biết câu nói của chị tư thắm làm cho mộ tâm giật mình chị nói sao tụi nó đều ở trong nhà khó tư thắm hạ thấp giọng dạ đúng chính tôi đã đem con út hương từ bệnh viện về và đã cõng con xuân vào đó tôi làm theo đúng ý của bà quá bất ngờ trước kết quả ngoài ý muốn nên mụ ta ôm chầm lấy người giúp việc thật không ngờ là chị lại sáng ý như vậy mà nè tụi nó bệnh ra sao bà khỏi phải lo hình như là ý trời hay sau đó nên là cả hai con nhỏ đều đau đúng một bệnh khi đau bụng dữ dội lúc lại nhức đầu như búa bồ có phải bà đã cho tụi nó uống thứ gì phải không mụ ta lắc đầu chưa vậy gói thuốc bao trong giấy hồng đơn là thuốc gì vậy mụ tâm giận mình thuốc thuốc đó chị thấy ở đâu tư thắm thản nhìn nói tôi dọn dẹp phòng của bà thấy nó ở kệ tủ tôi thấy ghi chữ bên ngoài là chị bệnh đau bụng nên bữa hai con nhỏ bị đau tôi tôi đã chị cho chúng nó uống tư thắm gật đầu dạ đúng chắc là thuốc của ông thầy tàu hốt lúc này mộ tâm không còn giấu được nữa đúng là thuốc của lão thầy tàu làm lão ta là một thầy thuốc đại tả chuyên phá thai và độc độc người tôi nhờ lão làm cái loại thuốc đó nhưng mà chưa có ý hại liền tụi nó một lần mà chỉ nhằm cho nó uống mỗi ngày một ít để chúng nó không còn được khỏe mạnh và nhờ có như vậy mà không chống đối hỗn hảo được với tôi và để một ta không tiện nói ra hết nhưng mà không ngờ Tư Thắm lại tiếp ngay Đến lúc nào đó sẽ loại trừ cả hai Như vậy bà sẽ là người chiếm trọn cái cơ ngươi này Giật mình bởi câu nói thấu ruột gan của Tư Thắm Mụ tâm lúng túng thấy rõ Chuyện chuyện đó, chuyện đó Tư Thắm chấn an Bà đừng ngại Tôi cũng không thích làm con Mà ngang ngược, ngỗ nghịch như hai con nhỏ đó Do vậy tôi tình nguyện giúp bà làm việc này một tâm không tin và thính giác của mình Chị nói thật Thì bằng cớ là tôi đã tự động cho tụi nó uống thuốc thang Có độc dược Và cách ly chúng một cách gọn ghẽ Chẳng một ai biết hết Nếu có thể Mụ tâm đã sụp xuống lại người phụ nữ Mà mụ cho rằng quá tốt bụng này Mụ xuống dòng Từ kết cỏ ngậm vảnh đội ơn chị lắm Chỉ là cứu tinh của tôi Để rồi khi xong cái công việc này Tôi dành một phần gia tài này chia cho chị Tôi hứa danh dự đó Tư thắm vẫn bình tĩnh Tôi thích ai là giúp thôi Tôi không hề nghĩ tới lợi lộc riêng Thôi được rồi Từ nay cứ như ý của bà Hãy để hai con nhỏ đó cho tôi lo Mỗi ngày tôi sẽ cho chúng ăn cầm chừng Để duy trì sự sống Bên cạnh đó Mấy thứ thuốc còn lại Bà cứ đưa hết cho tôi Từ từ tôi sẽ cho chúng uống Để cho đến một ngày Chúng phát điên, phát khổng giống như những người bị bệnh tâm thần như vậy sẽ chẳng có một ai nghi ngờ trong lúc đó với tư cách là kế mẫu bà vẫn được tiếng là không bỏ rơi con chồng trong lúc hoạn nạn mà còn danh chính ngôn thuận trực tiếp tiếp quản sản nghiệp này bà còn điều gì căn dặn nữa không tôi sẽ sẵn sàng làm mộ tâm nhất thời quá sung sướng nên cứ nắm lấy tay ân nhân lắc đi lắc lại nhiều lần chị là chị em ruột của tôi chị sẽ cùng tôi hưởng mọi thứ mà tôi có được trong lúc hứng khởi tột cùng Mụ nói thêm Từ giờ chị coi như là em ruột của tôi Thay mà tôi đứng ra cai quản cái sừng đóng ghe này Chị biết làm sổ sách Thu chi tiền bạc gì Thì làm giúp tôi Chỉ cần báo cáo lại cho mình tôi biết thôi Khỏi cần Một lần nữa tư thắm hiểu ý của mụ Ông chủ bị bệnh như vậy Khó lòng tỉnh táo trong một sớm một chiều Nên ngoài bà ra Thì có ai xen vào mọi việc trong nhà này Được rồi nếu bà tin tưởng tôi sẽ giúp bà Nhưng sau đó Thì chị ta lại hạ thấp giọng Có vẻ nghiêm trọng Tôi thấy bệnh của ông chủ không có bình thường chút nào Tôi không hiểu sao cứ một chút Ông ấy lại kêu lên Sợ hãi một điều gì đó Như là đang bị ai đe dọa vậy Bà có biết mỗi lần hoảng hốt Ông chủ hay kêu tên của Bảy Thoa là ai vậy Mộ tâm có vẻ mất bình tĩnh Bảy Thoa Là vợ của ông ta chết Bảy đâu rồi chết rồi tôi thắm có vẻ quan tâm chết rồi sao ông kêu tên hoài vậy không lẽ chị ta ngừng lại đưa mắt nhìn sang mụ chủ rồi mới nói tiếp không lẽ ông ấy sợ hồn ma bị chạm vào điểm yếu của mình mụ tâm lắp bắp ma có ma thật không tôi chỉ nghĩ và nói như vậy thôi chứ làm sao biết được có hay không mà bà chủ có biết mặt bà vào trước của ông chủ không có một lần hồi đó khi ông thái mê tôi theo ở với tôi ở Cần Thơ, thì có một lần bà ta tới đánh ghen. Đây này, cái thẹo này là tăng chứng một tất để lại trên người của tôi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn hận. Vừa nói, mụ tâm vừa vạch áo để bày ra một vết thẹo dài ở bà vai. Bà ta chém bà. Mụ tâm gằn từng tiếng. bị bất ngờ nên là tôi để mụ ta lấy thẹo. Chứ bình thường thì dễ gì. Bà cũng không phải mụ ta được toại ý hoàn toàn. Lần đó tôi cũng trả miếng đích đáng Bằng cách đạp vào bụng dưới của mụ ta Cho đến khi xuất huyết sản hậu mới thôi Những lời kể sau của mụ đầy về hà hề Đắc thắng chợt tư thắm thêm vào Chắc rằng do cú đạp đó Nên là bà ấy vì sắp bị bệnh hậu luôn Do bà ấy mới sinh con út được có mấy tháng phải không Đúng rồi Nhưng mà sao chị biết Tư thắm lấp liếm Dạng tôi đoán vậy thôi Chị đoán đúng Bị trận đó về là một thân nằm bệnh kéo dài cho đến lúc chết tư thắm chép miệng như vậy thì so với vết thương trên vai của bà người kia bị nặng hơn đem cả mạng sống để đánh đổi cứ mạng đúng rồi mộ tâm chừng như muốn nói gì thêm nhưng nghĩ lại lại thôi mộ liếc nhanh sang tư thắm rồi im lặng ông thái tỉnh lại lơ mơ nhận ra có một người đang đứng trước mặt của mình ông cố ngồi dậy nhưng mà có lẽ do đã nằm im suốt mấy ngày liền nên sau mấy lần giáng sức Ông đều thất bại Bà, bà Ông gọi người đứng trước mặt mình Đồng thời đưa tay như cầu cứu Tuy nhiên người kia vẫn đứng yên Mặt quay đi nơi khác Đỡ, đỡ tôi dậy Cố lắm, ông Thái mới nói được mấy tiếng Nhưng mặc cho ông ta nói Người trước mặt ông vẫn đứng im Như chẳng hề nghe thấy ông nói Đã cố gắng sức Nên đồng Thái đang ngã sàng bền Hơi thở đứt đoạn Ông dường như tuyệt vọng với mong muốn thoát ra khỏi cơn mê kéo dài chợt từ phía người phụ nữ phát ra một mệnh lệnh hãy theo tôi lúc này chẳng hiểu do sức lực siêu nhiên nào thúc đẩy ông thái phụt đứng dậy và bước theo người đàn bà họ đi khá nhanh về phía khu vực nhà kho tới nơi vẫn không quay lại người phụ nữ lên tiếng và trong đi ông thái như một người vô thức bước qua cánh cửa hé mà bên trong tối đèn nhưng là nhà kho do chính ông xây nên ông ta bước đi mà không cần dò dẫm cho nên khi chân của ông ta chạm phải một vật gì đó suýt ngã ai vậy nghe giọng nói quèn quèn ông thái tỉnh lại ngay và kêu lên út thương có hai người hỏi cùng một lúc ba xuân hà có tiếng lộc cộc ở bên ngoài cửa đã bị khóa ông thái hơi hoảng sao họ nhốt ba con mình ở đây tụi con không biết thì ra cả ba cha con đều bị nhốt chung trong một phòng ông thái lo lắng mà kho này bỏ hoang đã lâu vừa hẹp lại thiếu tiện nghi vậy tôi có làm sao sống giọng cũ thường nói thực sự là ba không biết rằng tôi con bị nhốt ở đây sao giọng của ông thái gầy gắt bộ con nghĩ rằng ba làm cái chuyện này xuân chen vào còn nghi ngờ gì nữa chính con mụ độc ác đó làm chứ ai mà cả ba nữa coi chừng có ngày Ông Thái hơi hoảng Tụi con bị làm sao vậy Hôm nay thấy hai đứa đi vắng Ba hỏi thì mỗi nói rằng tụi con đi về bên ngoài Ba đang tính bữa nào qua bên thăm Xuân tử tốn hơn Cô thuật lại chuyện và kết luận Tụi con trước sau bị nhốt vào đây Từ hơn nửa tháng nay Tuy ngày nào cũng có người đưa cơm cho tụi con ăn Còn sách nước cho tụi con tắm Nhưng mà tuyệt đối không thấy được bên ngoài Con hương lớn giọng Nên cứ kêu la hoài để mong có người đến cứu Nhưng mà xét cả học cũng không có ai Ông Thái thở dài Nhà kho này trước ba làm để chứa dầu Nên là cách xa nhà khoảng 200 thước Mà quanh đây cả nửa cây số không có nhà ai Nên hãy đi có kêu gọi cách nào cũng chẳng có ai nghe thấy đâu Bây giờ phải làm sao thứ ba Để ba tìm cách Nhưng mà này con nói rằng mỗi bữa có người mang cơm tới mà người đó là ai vậy? tiếng của hương có lần con nhìn qua khe cửa chắc đó là một người phụ nữ bà ta rất lạ hồi nào đến giờ chưa từng ở nhà mình âu thái lẩm bẩm con tư thắm em họ của bà út hương chua chát bà thấy chưa con mụ đó đã lộ ý đồ để chiếm đoạt cái sản nghiệp nhà này mụ ta đã hại chúng con rồi sẽ đến lượt ba và cuối cùng sẽ chỉ còn là thân nhân họ hàng của mụ ở cái nhà này thôi Giọng của ông Thái trùn xuống Bây giờ thì bà thấy rồi Nhưng mà dẫu sao thì Lời của ông chưa dứt Thì chợt ông nghe tiếng động bên ngoài Và qua khe cửa họ Tầm mắt của ông nhìn được một khuôn mặt Mà hình ảnh ấy vừa hiện ra Đã làm cho ông trượt mắt lắp bắp Má, má tụi con, má thoa Hương và Xuân cùng bật dậy cùng một lúc Họ chạy tuôn ra cửa Nhìn qua khe nhưng thất vọng Có ai đâu ba Ông Thái quả quyết Đây là lần thứ hai Mà ba thấy má tụi con Bữa trước cũng chính vì nhìn thấy má Mà ba bị mê sảng mấy ngày liền Đúng là má các con đang về Đúng rồi Giọng của ông càng lúc càng run Sự sợ hãi làm cho ông đứng không vững Phải dựa lưng vào vách và ngồi xuống Xuân chấn an Nếu mà má có hiện về Thì cũng đâu có sao Má thương tụi con nên mới như vậy Út hương ăn nói bố bã Nên không kịp giữ lời Chắc lúc trước ba làm gì quấy Nên mới sợ má phải báo thù chứ gì Hương không được Xuân vừa là em Vừa bước tới bên cạnh ba an ổn Hôm nay chúng con cũng thường xuyên Chiêm bao thấy má Má hiện lúc sống Lúc chết lẽ nào má lại hại ba sao Nhất là với ba Nếu mà bây giờ ba không còn gì với một tâm Thì má đâu có sự tệ Út thường vẫn còn ấm ức Nhưng cô cũng nổ giọng. Cái hôm ngoài nghĩa địa như bà đã thấy rồi đó Hồn của má con linh thiêng lắm Má đã hiện về báo ứng cho con Và bữa con bị nạn Do uống thuốc của mụ đó Thì chắc chắn là có sự giúp đỡ của má Nên vào lúc nửa đêm Con mới tự động chạy ra khỏi bệnh viện Và biết đường xuống chiếc xuồng Đợi sẵn ở bến Và về được nhà một cách an toàn Người chèo thuyền bữa đó không cho con thấy mặt Nhưng mà sau này con nghĩ Đó chính là má Bà không nói lời nào Nhưng lúc đưa con vào nhà kho này Bà đã ra dấu Biểu là không để cho ai thấy Rồi bỏ đi Ông Thái bông ngã giả Làm cho Xuân hốt hoảng Ba, ba bị sao rồi, út thương Hai chị em cùng cuống cuồng Xuân còn biết đưa tay lên để sờ mút của bà Cô mừng rỡ Bà còn thở Mộ tâm khá lo lắng với từ thắm Không biết lão nhà tôi đi đâu Chị đoán ra không Tư thắm khẽ lắc đầu Lúc mà tôi đem cơm vào đây thì đã không còn thấy ông chủ ở đó Hỏi mấy người ngoài chạy đóng ghe Họ bảo rằng cũng không có biết Một tâm hốt hoảng la lớn Sao lại hỏi Tôi đã bảo với chị là phải giả câm giả điếc cơ mà Tư thấm hạ thấp giọng Bà chủ tin đi Tôi là nhà quê Nhưng mà tôi cũng đâu có khở dữ như vậy Tôi chỉ hỏi bằng cách ra dấu thôi À Mụ trầm ngâm một lúc Ông ta đang bị bệnh tà ma có thể đi được hay sao Hay là có khi nào Tư thắm hỏi dò Bà chủ muốn nói điều gì Tôi nghi rằng ông này bị ma ám Mà hồn ma ở đây có thể lại là mụ vợ trước của ông ta Bà vợ trước tức là bảy thoa Nhưng mà sao bà chủ lại nghĩ như vậy Giọng của một tâm có vẻ mất tự nhiên Chuyện này tôi cũng không có muốn giấu Hồi trước chính ông ấy cũng nói với tôi Là không muốn để cho bà ấy sống nên là lúc bà ấy bị bệnh Ông ấy để mặc cho bà ấy đến chết Tư thắm xúc động Sao ông chủ lại có thể làm như vậy Còn bà Phải chăng lúc ấy bà cũng đồng tình Mộ tâm nhìn nhanh vào mắt chị người làm Tự dưng bà cảm thấy rùng mình Có lẽ bởi câu hỏi Đã chạm đúng tâm can của mộ Bà chủ bà có sao không Sắc mặt của bà tái xanh vậy Chắc là bị bệnh rồi để em Đưa tay ra hiệu cho không có việc gì nhưng khi vừa quay định bước đi Thì mụ ta lảo đảo Tư thắm kêu lên Bà chủ, ba năm nghỉ đã Mặc cho lời khuyên can Mụ tâm vẫn lảo đảo bước đi Chẳng biết vô tình hay cố ý Mụ hướng về khu đất trống đầy cỏ dài Khu nghĩa địa Tư thắm chỉ đứng nhìn theo Mà không có phản ứng gì Khoảng 20 phút sau Mụ tâm đã bước thẳng vào khu nghĩa địa Màu mả mà dày đặc Phần nhiều là mộ cũ đắp đất Thỉnh thoảng mới có vài cái xây gạch Có bia mộ chưa từng đặt chân đến đây lần nào cũng chưa từng biết mồ mả mà của bà bảy thỏa nhưng mà chẳng hiểu tại sao mộ tâm lại hướng rất đúng đến ngôi mộ có biết để chữ ngô kim thỏa và mộ dừng lại trước mặt của mộ là bộ quần áo của ai đó vất vùng vãi trên đầu mộ cúi xuống nhìn mộ khẽ kêu lên quần áo của ông thái chẳng hiểu sao nguyên bộ quần áo của ông ấy lại nằm ở đây phải chăng một lần nữa mộ tâm lại cảm thấy lạnh sống lưng và mồ hôi chẳng hiểu sao lại chạy ướt đẫm cả người rồi cơn lạnh đột ngột làm cho mụ ngã quỵ xuống ngay trước đầu mộ tư thế quỵ xuống vô tình lại giống như là quỳ gối có một nén nhang ai đó đã cắm sẵn nhưng mà chưa đốt nó chợt bụng cháy như có ai đó vừa châm lửa mụ tâm không còn bình tĩnh được nữa định lùi lại nhưng lần này mọi sức lực của mụ đã tiêu tan kể cả muốn kêu lên lúc này mụ cũng không thể làm được khói nhang phả lên mặt Mùi hít cả khói vào mùi thơm của nhang như có mê dược làm cho thần trí của mụ ngày càng lần lần mơ hồ trong ảo giác đó chợt mụ nghe có tiếng ai sục. nhang cháy lên rồi hãy thể đi hãy thể lại lo cho con tao đàng hoàng nếu mà làm trái lời thì sẽ tán mạng ngay tại chỗ này mụ tâm còn đang lưỡng lự thì ai đó lại dục một lần nữa thể nhanh lên hay là xuống mồ hình như có một ai đó vô tình đang đưa tay kéo mũ xuống mồ trong cơn sợ hãi tột cùng mụ tâm nói không chọn lời tôi tôi làm tôi hứa tôi sẽ hãy thể đi tay của mụ tả chụp lấy nén nhang đang cháy chớp lại vừa xá vừa lặp lại đúng như lời dạy vừa rồi cuối cùng mụ còn nói thêm chị kim thỏa hãy tha mạng cho em trước đây là do ngu ngốc ích kỷ nên em xúc phạm đến chị gây ra cái chết cho chị nay em đã hối lỗi Em nguyện sẽ thay chị Lo cho mấy đứa Lo cho anh Thái Mộ còn muốn nói nữa Nhưng chợt nén nhanh trong tay của mộ Vụt bắn ra xà Như những cây pháo hoạt thằng thiện Lửa đầu cây nhanh lóe sáng Như là pháo bổng Và bay xa đến hơn trăm thước Rớt xuống bên bờ sông Cách như địa đó khá xa Ở đó có một chiếc kem mũi ống đang đầu Bóng lửa từ cây nhang rơi xuống Bắn vào lá chè mùi Làm thành một đám cháy dữ dội Mộ tâm đã đã nhìn theo cho đến khi một tưởng chừng như mình bị hoa mắt bóng từ trong chiếc ghe đang cháy bóng của ông thầy tàu a sầu đang hoảng loạn nhảy từ trên ghe xuống sông sao lão ta lại ở đây nửa muốn chạy xuống chỗ đó để cứu lão a sầu nhưng phần do xả nên mộ tâm đành phải đứng đó nhìn cảnh thuyền cháy dữ dội rồi cuối cùng chìm lịm xuống sông ngày hôm sau người ta vớt được xác của lão thầy thuốc a sầu người vớt được lại chính là tư thắm Chỉ ta đặt xác lên bờ rồi chạy đi tìm riêng mộ tâm thông báo Lão thầy tàu chết rồi Bà chủ đã biết chưa Mộ tâm còn đang mê ngủ Nghe báo thì chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên Chỉ nói rất tự tốn Tôi không có quen biết ông thầy nào hết Mau xô xác của lão ta xuống sông đi Tôi mệt Mộ lại quay mặt vào trong vách và ngủ tiếp Thấy như vậy Tư thắm không nói gì thêm Lặng lẽ quay ra hướng bờ sông Lát sau có nhiều người qua lại trên đoạn sông đó Bắt gặp một xác người nổi lên trong tư thế thẳng đứng dưới nước nửa thân người nhô lên khỏi mặt nước như cố vẫy tay cầu cứu và người biết mặt xác chết khi đi ngang qua đó đã liền tiếng đây là ông thầy thuốc chẳng hiểu sao lại chết lạ như vậy trong lúc đó ở trại ghe thái bình bỗng nhốn nháo không khí của một ngày đại tiệc những thầy thợ của xưởng ghép bản tán với nhau có lẽ đây là tiệc mừng chủ nhân mới của xưởng ai vậy thì bà chủ tâm chứ ai đây ông thái còn đó Hai cô Xuân và Hương vẫn còn đây Thì làm gì có cái chuyện đổ chủ đột ngột như vậy Như vậy là bữa nay là tiệc gì Nhiều lời bàn tán Kể cả đoán giả đoán nọn Nhưng chung quy lại Vẫn không ai biết chắc đó là tiệc gì Người chủ trì đại tiệc đúng là mụ tâm Kể từ hôm trở về từ nghĩa địa Bóng bà ta thay đổi hẳn tính tình Ăn nói nhẹ nhàng hơn Biết điều hơn Và đặc biệt là đối đãi hết sức dịu dàng với ông Thái Và hai cô con gái Buổi chiều khi được tư thắm thả cho ba cha con về từ nhà kho Chính út hương đã không tin Cô đã quát lên Con mụn độc ác này sẽ còn muốn giả cái trò gì nữa Mụ tâm không chút bực bội Trái lại còn rất dịu dàng Khi nói chuyện với ông Thái Tôi xin lỗi ông và hai con Bấy lâu này tôi có lỗi Tôi đã đối xử không phải Thậm chí là còn có ý đồ xấu Này trước mặt ông và hai con Tôi dập đầu tạ lỗi Tôi hứa từ này không có xía vào chuyện nhà. Ông và hai con muốn biểu gì tôi cũng nghe hết Nếu không cho ở à, Thì tôi dọn về bên nhà Mụ Tân nói xong Thì quyến ngay trước mặt ba cha con Làm cho họ ngạc nhiên quá đỗi Xuân vốn trần chất cô lên tiếng ngay Gì làm gì quá đáng vậy Đứng dậy đi Đừng để tụi con tổn thọ Nhưng mà út thương vẫn chưa tìm cô trâm trọng Chắc là bà đang nằm mơ đó Hay là uống lộn thuốc của ông thầy Tàu rồi Ông Thái nhẹ nhàng chen vào Đừng vậy con, bà biết lỗi rồi thì thôi, chẳng truy cứu làm gì. Bây giờ thì ý các con làm sao? Để bà ở lại hay làm? Út Thường nói ngay. Không ai có quyền ở trong cái nhà này hết ngoài chúng tôi. Giọng của một tâm vẫn tự tốn. Tôi cũng không dám đòi hỏi gì, tôi sẽ đi khỏi ngay. Nhưng mà trước khi đi tôi xin một ơn huệ cuối cùng. Dì muốn làm gì? Tôi xin ông và hai con cho tôi làm một mâm cơm cúng cho chị lớn ông thái ngạc nhiên bà nói cúng ai dạ chị kim thoa không tin vào tay của mình ông thái hỏi lại bà nói đúng như vậy mụ ta nói rất chân thật tôi nói ra bằng cả tấm lòng chỉ vì tối hôm qua tôi nằm mơ thấy chị về và nói mình bị lạnh và đói tôi có hứa với chị xuân quá tò mò nên hỏi rồi xin nói má con về gặp gì mụ tâm dấu không kể chuyện ngoài nghĩa địa chỉ nói thêm đây là tấm lòng của tôi tôi nghĩ chắc rằng ông cũng không hẹp hỏi bởi chiều nay là tôi về bên nhà rồi út hương đã bắt đầu chú ý đến thái độ có vẻ thành khẩn của mụ cô chợt nhớ lại chuyện hôm ở nghĩa địa nên thầm nghĩ đúng là má hiền linh rồi có thể là má đã làm cho mụ ta hối cải tuy nghĩ vậy nhưng trong nhất thời hương vẫn chưa thể làm lành với mụ đàn bà mà từ bao giờ cô đã có nhiều ác cảm Hương bỏ đi về phòng riêng. Bữa tiệc lớn được tổ chức, khách mời được biết đây là lễ cúng vong cho bà Bảy Thòa và chủ chạy ghét Thái Bình. Bàn lễ được đặt ngay trước sân rộng, ra sự chỉ có ông Thái và con Xuân, còn út thương thì kêu mệt không ra. Chỉ có Xuân là biết em mình không ra lễ, nhưng vẫn đốt nhang ngồi cầu khấn mẹ bên trong phòng. Chẳng hiểu ai dạy trò, mộ tâm bày lễ vật và nghi thức thật chu đáo và đúng bài bản. Khi khách hứa đông đủ, một tạ ăn mặc nguyên bộ đồ trắng tóc xõa dài ngồi giữa sân và khấn tỏ hôm nay trước vong linh của người đã khuất chị ngô kim Thỏa, tôi là tội đồ lê thị tâm xin dập đầu tạ tội những gì đã gây ra cho chị từ mấy lâu nay tôi xin trả lại cho chị số tư trang tài sản mà lâu nay bằng thủ đoạn hồ lì tôi moi được từ ông thái đây là hiện vật hiện kim một ta đặt ngay trước mặt một túi vải khá lớn mà ai cũng hiểu trong đó là tiền và vàng Xuân quay sang hỏi trả Của cải gì nhiều vậy ba Ông Thái ngập ngừng Đó là cái mà Chợt có giọng ai đó nói từ phía sau Đó là của cải Của một người đàn ông đã phản bội vợ mình Để đem đi cho một người khác Cũng may là nó còn trở về Quay lại nhìn thấy một người phụ nữ che kín mặt Bằng chiếc khăn trùm kín đầu màu trắng Ông Thái ngạc nhiên tỉnh hỏi Thì Xuân đã hỏi trước Bà là ai Mà hình như những lần trước Bà đã mang cơm cho chúng tôi ăn Lúc đó Út Hương cũng vừa chạy tới Cô kêu lên Đúng rồi Bà này vừa vào trong phòng của em đưa cho cái này Hương đưa cho cha mình bó nhang và bảo Bà này biểu ba Phải đốt nhang lên khấn và thể Thì ba mới thoát khỏi cái vòng cương tỏa của mụ tâm Ba làm đi Ông Thái hỏi lại Bà là ai người phụ nữ từ từ mở vuông khăn ra để lộ khuôn mặt quen thuộc vừa trông thấy ông thái đã kêu lên tư thắm hương và xuân cũng nói lớn bà này là dòng họ thân nhân của mụ tâm mà người phụ nữ nghiêm giọng nếu mà không có tội thì cái nhà này tan hoang lâu rồi cả ba mạng người này cũng không có còn quay sang xuân và hương bà bảo cơm ăn nước uống mỗi ngày đúng ra là có thuốc độc trong đó nếu mà tôi không hoán đổi Thì mồ của hai con đã xanh cỏ rồi Nghe nhắc đến đó Mụ tâm giật mình Tư thắm thì ra chị đã Bước tới diều xuân và hương lại gần Tư thắm đưa tay vuốt lên tóc của hai người Giọng xúc động Tội nghiệp các con tôi Giọng của bà khác hẳn giọng của tư thắm hàng ngày Làm cho ông Thái kinh ngạc Bà là Đến vợ mình mà cũng không nhận ra sao Thảo nào lâu nay mầu mả mà của tôi không nén nhang cũng phải thôi bà làm má sắp nhỏ có phải không út thương mừng khôn xiết má đúng là má đây rồi má còn út thương đây con nhớ má nhiều lắm hương vừa kêu lên vừa lao về phía tư thắm và ôm chặt lấy điều sai lầm lớn của cô gái nông nổi này là ở chỗ đó khi cô vượt chạm tay vào người thì tức thời tư thắm nằm ngã ra bất động bất kể út thương vẫn lao theo ôm lấy tư thắm và gạo lên con đây má ơi con út hương đây Mặc cho hương kêu gào Tư thắm vẫn nằm bất động Lúc đó bỗng có người từ đám đông xeo lên Trời ơi thắm con tôi Đó là một đôi vợ chồng người buôn dừa Vừa cập bến họ đã lao về phía tư thắm đang nằm Họ xô út hương và ôm lấy người mà họ gọi là con Đây là con gái của tôi Nó bị bệnh tâm thần nên là bỏ nhà đi lang thang Tôi đã đi tìm nó suốt mấy tháng nay Tưởng là tuyệt vọng rồi may mà mới đây nghe có người nói là đã gặp nó ở trại đóng ghen này nên kịp tới đây ai đã làm gì con tôi như thế này họ lay gọi mãi và cuối cùng tư thắm mở mắt ra vừa thấy hai người trước mặt đã òa lên khóc và ôm chầm lấy họ mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho từ ông thái cho đến hai con gái đều ngơ ngác chưa hiểu gì cũng may vừa lúc đó có một vị bô lão có vẻ rành chuyện bước ra nói đây là trường hợp âm hồn hồi xương hợp với xác trần đã từng xảy ra trước đây cô vợ ba thái đây không thể hiện hình người nên đã mượn xác cột thắm này để nhập vào và gần với con cái nếu mà lúc nãy út hương không việc quá mừng mà chạm vào người thì người này vẫn còn nguyên sắc trần hồn ma nhiều người vẫn trượt tin lắm xúm lại hỏi lúc đó tư thắm không hề nhớ chuyện gì mình đã làm mấy lâu này ông thái hỏi thêm bà có thật bà còn ở đây không cha mẹ tư thắm kéo con đi và nói với lại đừng làm cho con tôi nó sợ nó bị bệnh mà họ đã xuống ghè đi một lúc lâu thì mọi người mới hoàn hồn ông thái nhìn quanh không thấy mụ tầm đầu thì ngạc nhiên hỏi bà ấy đâu rồi một người đóng ghe liền nói lúc lộn xộn hồi nãy tôi thấy bà xuống ghe trèo đi rồi chỉ có một mình thôi buổi tối khi bình tâm trở lại ba cha con ngồi mở chiếc bọc vải mà mụ tâm để lại út thương nói trước tiền còn không nghĩ là bà ta thật tâm hối lỗi đâu Có lẽ quá sợ vong hồn của má Nên mới làm như vậy Trong bao này dám chỉ là ba thứ quần áo linh tinh Chứ làm gì có tiền bạc tư trang Vừa nói cô vừa đích thân mở giả Rồi cả ba trẻ con đều kêu lên Tiền nhiều lắm này Một số tiền khá lớn Kèm theo một số nữ chàng Cầm lên một chiếc xuyên vàng Ông Thái quá ngạc nhiên Vật này ba nhớ là lúc má tụi con chết Ba đã đem theo trong quan tài Sao giờ nó lại ở đây xuân cũng cầm lên một quyển sách cô ngạc nhiên không kém đây là quyển kinh phật lúc chôn má con nhớ là ba nói rằng lúc còn sống má thường đọc cái cuốn sách này nên đã đem theo cho má con nhớ rõ là nó ở trong quan tài mà đến vật thứ ba do út hương lấy giả thì ông thái thực sự hoảng hốt đây là chiếc khăn choàng bằng lụa mà đi đâu má cũng đỏ lúc má chết chính ba đã choàng cho má mày rõ ràng không thể sai được ai đã đào mộ má lên các con Hương chợt kêu lên Ai viết gì trên khăn choàng này ba Trải chiếc khăn lên bàn Ông Thái chỉ thấy những dòng chữ hoang hoàn nghèo Và bên dưới có một hình nhân Bị một mũi dao xuyên qua người Đến lúc này ông Thái mới chợt hiểu Thằng khốn nạn Thằng A Sầu Trong lúc Xuân và Hương còn ngơ ngác không hiểu Thì ông Thái đã chậm rãi kể Lúc theo ở bên nhà bà Tâm Cô hôm bà nghe thấy Cái thằng A Sầu nói với bà ấy Về cái chuyện chùa ếm ai đó bằng cách lấy vật dụng cá nhân của người đó Lúc đó bà đâu có để ý nghi ngờ gì Hôm nay thấy cái khăn và những cái vật này Bà mới hiểu Chính một ác tâm đó đã cố tình chủ ếm Chỉ hạ cho bằng được Dù là hồn phách của má tụi con Hỏng về sống yên ổn ở đây Chính thằng A 6 đã lén ra tới đây ra nghĩa điện đào mộ Và ăn cắp những vật này Út hương run sợ Liệu má con có bị sao không ba Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp Bà nghĩ những việc làm xấu xa của họ đã không có tác dụng Bởi thế mà hồn phách của má con Mới còn yên lành Và còn về nhập vào xác cô tư thắm Để giúp chúng ta trừ khử con mụ ấy Và còn ông thầy tẩu nữa Xuân chen vào Con nghe người ta nói Đã thấy xác của ông ta chết trôi ở sông Ông Thái gật đầu Bà đã đoán thế nào rồi cũng có kết cục đấy Má con thật là linh hiển Chính bà đã ra tay Nói đến đây Trần Đông ôm mặt và khóc rồi bất thần lao đầu vào cạnh tủ thờ. Cũng may mà Hương ngồi tận đó, cô đã lao theo và làm đồ hướng ngã của cha. Ông Thái kêu lên một tiếng đau đớn rồi nằm bất động. Xuân hút hoảng, trời ba! Út thương cũng ôm chặt cha mình gào lên. Sao ba làm vậy? Tụi con thương ba nhiều lắm. Một dòng máu tuôn ra từ chán, nhưng ông Thái vẫn còn cử động. Xuân kêu lên cầu cứu. Ai cứu ba thư với? Mấy người thật đóng ghè đã kịp thời cùng tiếp tay đưa nạn nhân xuống thuyền đi cấp cứu ông thái may mắn thoát chết ông chỉ bị vết thương hơi sâu nơi chán nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng hai cô con gái tận tình lo cho cha suốt hai ngày ở bệnh viện giờ họ an ủi đưa cha về nhà nhìn tấm lòng của con ông thái phần nào đỡ dây dứt ông nói một câu rất thật lòng ba hiểu rằng lúc này nếu mà ba ra đi bỏ lại hai con thì tội của ba càng nặng hơn họ về đến nhà và chính hai cô con gái đã là một bữa cơm cúng mẹ vừa là bữa cơm đoàn tụ để đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc đời bắt đầu lúc vui ông thái bảo với xuân con đem cái túi đồ này có những vật của má ra đây lúc chờ cha đi cấp cứu chính xuân đã cất nó vào trong tủ và khóa cẩn thận nên cô đi lấy ra ngày nhưng vừa mở ra ông thái đang ngạc nhiên khi nhận thấy có những mảnh vụn của vật gì đó kiểm tra lại ông ngạc nhiên bảo cây khăn choàng và cuốn kinh phật đã mục nát vỡ ra thành từng miếng hết rồi Quả là như vậy Ngoài hai vật đó thì tất cả đều còn nguyên vẹn Kể cả những sắp tiền giấy còn khá nhiều Một lần nữa ông Thái nhận xét Vong hồn má các con hiền linh Chính bà đã tiêu hủy mấy cái vật đó Cái khăn choàng đó có chữ bùa Thì hủy nó đi vì vô hiệu Còn bộ kinh vật thì chính má con đã làm tan ra Để mang theo Út thương đếm số tiền mặt và nữ trang còn lại cô bảo các vật này tuy là của mụ ta Nhưng mà do bòn rút của ba mình mà có Vậy nó đúng nghĩa là của nhà mình Bà ấy bị vong hồn má khiến Nên là tự nguyện đem trả lại Chứ chẳng tốt lành gì Cô đưa hết cho bà Bà cất nó vào vốn làm ăn đi Ông Thái cầm lấy tay hai con Từ nay bà giáo cái xưởng ghe này Và toàn bộ cơ ngư nghiệp này cho hai đứa Bà sẽ ra ngoài miếng đất ngoài nghĩa địa Cất một cái am Để vừa ở vừa tiện bể khói nhà Cho má các con hãy để cho ba chuộc lại phần nào lỗi lầm hai cô con gái cố khuyên giải nhưng ông thái vẫn nhất quyết làm như vậy hơn một tuần sau thì cái am đã cất xong. ông thái dọn ra ở đó và từ hôm đó đã tự nguyện xuống tóc khoác quần áo nầu sống như một tù sĩ có một điều hết sức lạ xảy ra sáng sớm một ngày có mưa lầm rầm khi ông thái vừa mở cửa ra thì vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện có một người nằm chết ngay ở đầu mộ vợ mình nhìn kỹ lại ông càng kinh hoàng hơn bởi người chết đó chính là mụ tâm và ông còn kinh sợ hơn khi liền theo đó bỗng có một ngọn lửa cháy bùng lên ở đầu mộ cây xác của mụ tâm chỉ trong phút chốc như một cây mồi lửa cháy phát ra lửa xanh lạ thường và chỉ nửa giờ sau thì chỗ ấy chỉ còn là một đống cho màu trắng